Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật mảnh ghép cuộc sống đầu tiên trong ngày hôm nay 18 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mở đầu bản tin là những cập nhật về công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến với các xã thị trấn về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 25 tháng 8, thị trấn Long Hải chuyển từ vùng đỏ sang vùng vàng, 6 xã thị trấn còn lại đều là vùng xanh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Long Điền đề nghị các chốt tự quản, ngoài việc kiểm tra người và phương tiện ra vào, còn phải tăng cường tuần tra nhắc nhở người dân tuyệt đối đảm bảo giãn cách, ai ở đâu ở yên đó, không chủ quan lơ là trong công tác truy vết F1, F2 khi phát hiện có F0. Qua thống kê, huyện Long Điền có 422 người từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh thành khác đăng ký trở về địa phương và yêu cầu được cách ly tại gia đình khi trở về. Liên quan đến vấn đề này, huyện yêu cầu các địa phương xác minh thông tin và khảo sát điều kiện cách ly tại gia đình để huyện chủ động lập thêm các cơ sở cách ly tập trung cho các đối tượng này nếu điều kiện cách ly tại gia đình không đảm bảo.